xin chào tất cả quý vị khán giả và quý vị hương nhân kiều bào hải ngoại cũng như là quý vị hương nhân ở trong nước. Thì giờ này đang trong cái mùa chống dịch, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đó là cũng là trong cái mùa mà cả nước đang gồng mình chống dịch rất là nhiều tháng qua. Hôm nay là 6 tháng rồi. Thì thật sự ra cái con quỷ dịch Covid này nó hoành hành quá rồi. Thì tính tới thời điểm này ở tại Sài Gòn này nó cũng cái tỷ lệ mà tử vong mà cũng thấy nó chiều hướng nó giảm. Còn số ca tăng ở đây thì đó là cái tín hiệu tốt, tăng ở đây là mình phát hiện được sớm chưa ca F0 và để mà người ta đưa đi điều trị sớm để mà đưa về nhà quay lại với cộng đồng. Bây giờ sang cảnh giỏi ngồi đây chém gió, trời chuẩn bị đổ mưa rồi, ngồi dưới sân vận động. Thì ngày hôm nay Sang sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả xem cái gì đây đang xuất hiện đằng sau lưng của Sang nha. Và cả nhà hãy xem nha, cái mặt này nhiều chuyện lắm. Đi cả nhà trời mưa, chạy. Rồi bây giờ ngày hôm nay thì 8 lụ đạn sẽ giới thiệu với quý vị. Hiện tại bây giờ Sang đang đứng ở đây là nhà của anh Lộc. Đây anh Lộc đây, một trong những doanh nghiệp đồng hành với Sang, doanh nghiệp ở Bình Tân. Anh Lộc đã đồng hành với Sang rất là nhiều tháng qua rồi. Thì Sang có nhờ anh Lộc rất là nhiều về xe cộ, phương tiện, nhà cửa để mà chứa đồ đạc. Thì trong cái vấn đề này á, thì anh Lộc đã tích cực để tham gia cùng để với Sang để chống dịch. Thì anh Lộc có thể cho bà con cô bác hiểu được cái cảm giác của người dân Sài Gòn trong những tháng qua anh cùng với em về từ oxy, xịt khuẩn, đồ giúp bà con như thế nào. Dạ, cũng xin kính chào quý vị khán giả. Thì cũng đây là lần đầu tiên thì Sài Gòn mình bị bệnh, thì cũng rất là may. Sài Gòn mình đã phát huy tất cả các nội lực, rồi phát huy tất cả những cái sức mạnh sẵn có, và cả nước đều giang tay ôm đón xà lại Sài Gòn vào lòng. Là một người con của người Sài Gòn, thì hôm nay thì tôi rất lấy làm vinh dự khi được cộng tác cùng với anh Sang, là một cánh chim đầu đàn của hội thiện nguyện BDS. Trong suốt thời gian qua thì điều tôi rất lấy làm khâm phục về cái sự nghị lực, rồi cái sự dội dắn, rồi cái sự ngoại giao, làm tất cả những gì mà anh Sang đã có, rồi đã từng trải qua để cùng với nhân dân đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái công cuộc gọi là chống dịch. Bà con ơi, Việt Nam ơi, Sài Gòn ơi, thương lắm, cố lên nha, cố lên, mình sẽ cố lên. Cảm ơn anh. Dạ. Thì chắc chắn là mấy anh em mình sẽ tham gia cuộc chiến này cho tới hơi thở cuối cùng. Dạ. Để làm điều gì đó để phụ giúp cho bà con người dân Sài Gòn cũng như là phụ giúp cho xã hội, dạ, và đất nước mình của mình. Dạ. Thì một lần nữa thì riêng cái này là riêng cá nhân tôi thôi. Nói thật là tôi rất là ngưỡng mộ anh Sang. Ngưỡng mộ từ lúc mà chưa, thì cái động lực mà tôi mà tìm bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được anh Sang. Tôi khâm phục về cái đức tính, rồi cái sự cái đức tính tài giỏi, rồi cái sự trung thực, rồi cái gọi là cái lăng xả của anh Sang vào cái công cuộc này. Mà không phải là riêng về trong cái mùa dịch này đâu, không thôi, mà lúc trước thì anh Sang cũng đã từng, tôi đã coi từng cái clip mà anh Sang đi vớt xác người, rồi đi lấy xác mà đã trương sình á, thì cái đó là tự nhiên ở trong lòng tôi nó dâng trào lên cái gọi là cái niềm cảm phục. Thì thôi, sẵn đây có một cái lời
chân thành nhỏ nhỏ là sư phụ ơi, sư phụ ráng cố gắng giữ sức khỏe để là một mãi mãi là một cánh chim đầu đàn cho hội thiện nguyện BDS, để dìu dắt tụi em, dìu dắt tụi em đóng góp những cái công sức nhỏ bé để làm việc thiện cho đời. Sư phụ cố lên, sư phụ nhớ cố gắng giữ sức khỏe nha sư phụ, nhớ nha sư phụ. Rồi, cảm ơn anh. Sư phụ cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn những cái lời động viên của anh Lộc rất là nhiệt tình. Thì đây, ngay giây phút này đây, Sang không để quý vị chờ lâu nữa. Tất cả những cái gì, chương trình mà Sang đang tìm đến để mà mong rằng những cái phần nhỏ bé này để mà giúp cho bà con một cái phần nào đó để chữa lành vết thương. Tên 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 thuốc, chương trình tủ thuốc gia đình Sang kết hợp với Oxy để hỗ trợ bà con. Thì đây xin giới thiệu quý vị là khán giả, đây là dược sĩ bên dược là Xuân Thảo. Và đây, có thể giới thiệu em tên gì? Em tên là Xuân Thảo. Đến với chương trình này thì với tư cách là người theo dõi về thuốc để hỗ trợ anh trong cái công việc mà sắp xếp thuốc để đưa đến cho bà con mình một cái gói thuốc và phục vụ cho cái tủ thuốc gia đình. Cầm nói giùm. Thì tủ thuốc gia đình này là sẽ hỗ trợ cho những bệnh thuốc, cho những bệnh thông thường, ho cảm sốt hay là những bệnh đau nhức xương khớp, tiêu chảy, và tăng cường sức đề kháng cho bà con trong cái thời gian dịch này. Thì cái hộ trong thời điểm này, cái gói thuốc này vô cùng là giá trị và nó có ý nghĩa vô cùng to lớn cho bà con mình. Đúng rồi. Nó rất là cần thiết. Thảo cũng rất là cảm ơn anh. Xúc động. Thật ra cái công việc này nó rất là có ý nghĩa, và Thảo cũng sẽ dành thời gian để mà đóng góp cùng anh Sang để chung tay cùng cộng đồng. Thật ra trong thời điểm này cái viên thuốc này nếu mà có tiền. Đúng rồi, thời điểm này nếu mà có tiền nhiều khi cũng chẳng có mua được. Vì cái việc đi lại của bà con rất là khó khăn. Dạ, đúng không? Đúng rồi, tại vì không có đi lại được mà mình có thể mang thuốc được đến cho bà con thì nó lại vô cùng quý giá. Đúng. Dạ. Theo như em này, trong cái thời điểm này cái viên thuốc này bà con có cần? Dạ, rất là cần thiết. Cần em đang nói là rất là cần thiết luôn. Cho nên là trong những cái thời điểm này chúng ta chia sẻ từng cái viên thuốc này thật sự là rất là quý giá vô cùng. Dạ. Sang cũng xin nói luôn, Xuân Thảo này là thành viên của chi hội Thiện Đức, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Thì đây, cái thùng nè, quý vị thấy nè, cái tên nè, hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, chi hội Thiện Đức. Tại sao lại có nằm ở đây? Thì Sang nhắc lại lần nữa, cái chương trình mà khám chữa bệnh cho từ 4 đến 5 ngàn người ở khu vực miền Trung đã lên kế hoạch rồi. Sang cùng với lại bên chi hội Thiện Đức để lên kế hoạch để giúp bà con ở trong cái trận miền Trung vào đầu năm. Thì nhiều lần để mà tiếp cận, để mà giúp bà con trong cái trường hợp mà sạt lở còn nhiều. Cho nên chính quyền địa phương người ta cũng khuyên mình không nên vô. Tại vì mấy anh em muốn là vô tận trong vùng sâu, tất cả các lực lượng bác sĩ ở bên chi hội Thiện Đức, để kết hợp trong đó có Xuân Thảo luôn. Và đây là bác sĩ Phương nha. Tí xíu là Sang sẽ giới thiệu bác sĩ Phương cho quý vị thấy. Thì tất cả lực lượng của bên đội y bác sĩ và dược ở bên chi hội Thiện Đức đã sẵn sàng lên đường cùng với Sang để mà giúp cho miền Trung. Nhưng mà do đầu năm thì dịch bệnh nó bùng phát cho nên mấy anh em không đi được. Thì thử ra các cơ số thuốc này thì đó hội thiện nguyện BDS đã bỏ tiền ra để nhờ bên chi hội Thiện Đức để mua làm sao cho nó đúng quy trình, thuốc để đảm bảo được cái chất lượng, đảm bảo được đảm bảo chất lượng. Đáp. Và cũng đảm bảo thì đáp đó nó theo cầu của bộ này, quan trọng là đảm bảo chất lượng, mua thuốc thì có nguồn gốc rõ ràng. Đúng rồi. Dạ. Thì cái vấn đề thuốc á thì để mà đem đi ra miền Trung là rất là nhiều, cho nên đùng cái dịch rồi Sang quay qua lo chống dịch cho tới mãi ngày hôm nay bắt đầu Sang mới lôi cái thuốc này ra lại để mà chia đến bà con. Thì quý vị có thể thấy ở đây là bọc ni lông rất kỹ, đội ngũ bên dược có chỗ chị Chi rồi anh Long, bên các bác sĩ rồi cũng như là Xuân Thảo, bác sĩ Phương, họ vô tỉ mỉ lắm, vô mỗi một thùng thuốc họ quấn băng keo bên ngoài. Tại Sang định vận chuyển đi đường máy bay, do vấn đề mà bảo miền Trung rất là nguy hiểm nên di chuyển đường máy bay,
nhưng mà rốt cuộc không có đi được. Cho nên ngày hôm nay sẽ chia thuốc này ra để hỗ trợ bà con, hỗ trợ người dân. Thì những đồng thuốc này quý vị thấy nè, đó, khi mà làm á, khi Hội Thiên Đức làm á rất là tỉ mỉ, từ cái khâu đóng gói, khâu kiểm ghi ra đã đủ, đã kiểm luôn đó. Rồi người ta dán tem đánh số thùng, loại thuốc nào rất là tỉ mỉ. Này thuốc là về gì xin lỗi? Thuốc về hô hấp. Đường hô hấp. Ho. Trị ho hô hấp. Thì trong cái thời điểm này ho là hô hấp là ok nè. Đó, mấy cái thuốc này. Quá trời luôn, may là mình mua sẵn lúc trước chứ giờ đi mua rồi làm gì có. Bây giờ mua cũng có luôn á cả nhà. May là mình mua sẵn lúc trước á, rất là nhiều. Cho nên thì Sang nói là từ hôm giờ bây giờ quá nhiều việc. Không bằng hên á. À, cái này là có đúng hơn luôn á. Này là giúp cho những người mà bị Covid rồi. Cái vấn đề mà ho đường hô hấp rồi, rất là ok. Thì Sang nói luôn thì từ hôm đó nay quý vị Sang cũng không ngừng kể, quý vị cũng biết rồi, quá nhiều việc, quá nhiều chương trình để Sang làm, cũng như là cái chương trình phát quà tới nay cũng chưa xong đó, còn những cái phần cuối cùng thôi Sang gán làm hết. Thì những tủ thuốc gia đình này Sang sẽ gửi một túi thuốc đến khi mà Sang giao oxy cho ai đó, thì gửi một túi thuốc này. Cái thuốc này Xuân Thảo có thể là cho mọi người biết thêm trong cái thuốc mà gửi đến cho bà con, cái danh mục thuốc nó như thế nào. Em gần về cái này em giải thích giùm anh. Lấy cái tài liệu. Cái trong cái danh mục thuốc này á, là những cái thuốc mình như nãy đã nói là những thuốc về bệnh thông thường, chữa bệnh thông thường. Thuốc là gồm có ví dụ như là bệnh cảm sốt ho. Thì cảm sốt ho thì có paracetamol, thuốc ho. Thuốc ho thì có bromhexin rồi. Thuốc đau dạ dày. Đau nhức xương khớp thì có meloxicam nè. Rồi thuốc metoxilat, những thuốc hỗ trợ dùng ngoài da. Rất là đặc hiệu cho bị đau xương khớp ha. Và những bệnh tiêu chảy nè, tăng cường sức đề kháng, gồm những cái multivitamin nè, rồi khoáng đó. Ngoài ra là những thuốc cho ho cho trẻ em, rồi thuốc sổ lãi, dầu gió xanh ha, rồi thuốc nhỏ mắt đó. Những cái thuốc mà cho những cái bệnh thông thường rất là, nhưng mà lại rất là ý nghĩa trong thời gian này, bởi vì giúp cho bà con có sẵn thuốc tại nhà mà không phải đi đâu, mà nhất là trong thời điểm này là bà con không thể đi để mua thuốc. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Mình cũng có thuốc sốt luôn trong đó. Sốt nó đau đầu. Thì một túi thuốc á, Xuân Thảo với lại bên bác sĩ Phương, rồi điều dưỡng Ngọc, thì vô một cái vỏ thuốc là vậy nè quý vị. Giờ Sang sẽ mở cho quý vị xem ha. Còn một cái vỏ thuốc là cái túi thuốc thì mình ở ngoài nó sẽ có một cái con tem dán ngoài, nó Sang đang làm tem dán chưa kịp, con tem nó là vậy đây. Đây. Ở ngoài nó sẽ có một con tem nha cả nhà. Đây con tem của nó đây. Đó, ở ngoài bên ngoài cái túi thuốc thì Sang sẽ dán đây. Đó, Hội Thiện Nguyện BDS tặng tủ thuốc gia đình. Dán đây. Thì sau đó thì mình sẽ bắt đầu kéo cái bao thuốc ra. Đó, nó giờ mình có nè, rất là đầy đủ, quá trời thuốc luôn. Vậy thấy không? Paracetamol nè. Rồi thuốc ba lâm mắt, đồ dầu gió, đồ vitamin nè, rồi thuốc ho nè, thì rất là nhiều, Thảo làm rất là nhiều. Thì trong cái tủ thuốc gia đình mình có cái tờ giấy, thì tờ giấy nó là tờ giấy này, Hiếu nó sẽ chụp quý vị sẽ coi trên màn ảnh. Tờ giấy này là cái giấy hướng dẫn sử dụng, loại thuốc nào, mình uống một ngày bao nhiêu viên, để trị cái gì, mình đau cái gì, mình lấy thuốc nào mình uống. Hướng dẫn rất là tỉ mỉ, trong mỗi một cái tờ cái gói thuốc đều có một cái tờ giấy ha. Cái tờ giấy này là thế này, thì mỗi một bệnh nhân mà khi mà Sang đem oxy tới, Sang sẽ gửi cho họ một cái túi thuốc như vậy đó, để họ có, để mà họ uống, uống cho bản thân họ và cả gia đình luôn. Với một cái một nhà một bọc thuốc này rất là hoành tráng nha cả nhà, nó là một cái tủ thuốc gia đình luôn đó. Đúng không Xuân Thảo? Đó, với cơ số thuốc này rất là nhiều, thì trong đó bao gồm thuốc mà nãy giờ Xuân Thảo mới vừa kể cho quý vị đó, rất là đầy đủ. Rồi
Bây giờ Sang sẽ mời quý vị gặp bác sĩ Phương. Rồi, em gặp anh Phương. Xin chào cả nhà. Mình là bác sĩ Phương, cũng rất hân hạnh đã cùng Sang cộng tác cũng nhiều năm rồi, chứ không phải mới đây. Thì tôi cũng mới vừa bị bệnh F0 xong, vừa hoàn thành cách ly xong thì Sang nhờ qua phụ vấn đề làm một cái túi thuốc gia đình cho bà con trong mùa dịch. Thì tôi thấy đây cũng rời biệt ý nghĩa, mình cũng nên làm. Ít nhiều gì mình cũng phải chung tay với cộng đồng chống dịch. Thì thôi thì tôi cũng ra chút xíu công sức vậy đó là hỗ trợ với Sang. Chứ công việc của Sang thì là lo nhiều nhất hơn tôi nhiều. Cho nên cũng không biết nói gì, chỉ biết là hỗ trợ rồi cũng cầu chúc cho Sài Gòn mình được mau mạnh khỏe, mau hết bệnh. Cái túi thuốc này tuy ít nhưng mà lòng nhiều. Cũng mong bà con mau khỏe, chống qua mùa dịch này để thành phố mình không còn những cái rào cản nữa. Rồi, xin chào. Rồi, cảm ơn. Rồi, cái này là chỉ gì gì Xuân Thảo? Cái này đau nhức khớp anh. Đau nhức khớp, còn cái này? Còn này bao tử. Còn cái này là gì? Cái này là bổ C. Vitamin C tăng cường sức đề kháng. Vitamin C. Rồi cái có em đang dùng. Cái này càng canxi, bổ xương. Ok. Còn này về ho. Ho đường hô hấp gì? Cái anh Phương đang ở bên đó là gì anh Phương? Cái này là hồi nãy em mới gọi. Cái này. Còn cái này cái gì là Xuân Thảo? Cái này thuốc bổ. Thuốc bổ luôn phải không? Dạ, thuốc bổ luôn. Cái gì đó? Đó, thuốc bổ nè. Rất là tốt. Đó. Còn bên đây. Đây cũng thuốc bổ luôn. Thuốc bổ luôn. Còn còn đây là ba đã mắc à? Cái này là ba đã mắc đó. Ba đã mắc thì chút xíu nữa mình anh sẽ đem qua. Còn hạt quý dưỡng não. Hạt quý dưỡng não rồi. Đó, hạt quý dưỡng não luôn. Còn cái ba la mắt nó hết thì mình sẽ vô cái Tylenol nha. Đó, mình vô Tylenol. Còn ở đây nữa nè. Đó, còn một số cơ số thuốc thuốc về bệnh nền đúng không Xuân Thảo? Em quên ba cho mọi người biết thuốc về bệnh nền. Cái này thuốc về bệnh nền uống theo chỉ định của các bác sĩ. Thì ông về Xuân Thảo với lại anh Phương đã vô một thùng. Một thùng thuốc này nó rất là giá trị, cái số tiền nó rất lớn. Ở đây à, loại thuốc gì, hàm lượng nhiêu, đáp nó như thế nào, có hạn sử dụng luôn. Mình vô một thùng. Tại sao Sang vô một thùng này? Thì khi mà phát thuốc này á, Sang không nên đưa trực tiếp cho bà con, vì bà con không nắm được cái mình uống lúc nào và mình nếu uống liều lượng bao nhiêu. Cái này Sang đưa lại y tế phường, thì y tế phường sẽ có trách nhiệm phát lại cho bà con. Khi bà con đến y tế phường mình bệnh nền thì có các bác sĩ, thì các bác sĩ họ sẽ kiểm tra sức khỏe mình, họ lấy cái thuốc này họ gửi tặng bà con để uống. Xin lỗi quý vị. Thì họ sẽ tặng đưa thuốc này cho quý vị là hoàn toàn miễn phí. Thuốc này, thuốc bệnh nền gần đó nó có gì em có thể nói sơ 70% cho anh, không cần nhớ hết. Tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, rồi C, nói chung là nhiều lắm. 24 danh mục loại thuốc bệnh nền, 24 danh mục. Uống theo chỉ định của các bác sĩ, chứ mình không nên phát. Bác sĩ kiểm tra bệnh nhân nào bệnh nền như thế nào, người ta mới cho thuốc uống. Rồi mỗi một thùng thuốc này được gửi vô trạm y tế phường. Này là y tế lưu động nha, là đội cấp cứu lưu động, cấp cứu lưu động trên địa bàn của Bình Tân á. Thì Sang có gửi cấp cứu lưu động, thì họ đi cấp cứu lưu động hàng đêm á, thì họ gặp những bệnh mà bệnh nhân á có bệnh nền á, thì họ sẽ gửi thuốc cho bệnh nhân đó luôn, có bác sĩ người ta chỉ định. Thì đây Sang sẽ cho quý vị xem, đó một đống cơ thuốc nè, nhiều lắm luôn, thùng. Đó, quý vị có thể xem toàn cảnh này. Vitamin hả, thùng nào cũng đều có dán rất là rõ ràng, rất là kỹ. Hôm nay nước thuốc và cho những người phụ nữ phụ khoa luôn. Thì kỳ đó mình có mua, mình đi định là khám những người phụ khoa để cho những người mà phụ nữ đó, thì cho họ. Thì cái này thì bây giờ trong mùa dịch này mình đâu phát được đó đúng không?
giữ lại để mình đi cái chương trình khám bệnh do vùng sâu vùng xa. Mình khám như vùng sâu vùng xa cho bà con. Đó, thuốc đã làm rất là kỹ nè quý vị. Tới bây giờ vẫn còn chưa tháo cái này ra nữa nè. Đó, băng rất là kỹ để đi đường hàng không á, đường máy bay á. Đó, tỉ mỉ lắm. À, cái này là ngoài da, này ưu tiên để khám những người ở vùng sâu, vùng xa đó, họ bệnh ngoài da rất là nhiều. Cô coi cái số thứ tự này là nó ký hiệu cho cái số lượng thùng hay là mình có phân loại ra từ cái số thứ tự này không cô? Tức là theo số thùng á, để mình kiểm soát số thùng. À, số thùng vận chuyển đi để mình kiểm soát có đừng bị mất. À, mình biết được cái thùng đó có gì, và mình băng cái thùng mình kiểm soát từng thùng một, trong thùng đó mình kiểm soát được thùng tên, bao nhiêu thuốc. À, cái này á, là mình vô để cho bệnh viện dã chiến. À, này sang vô một thùng này để cho bệnh viện dã chiến. Để bệnh viện dã chiến để những người mà bệnh nền đó, có cho bà con để uống. Đó, thì đây, cái này là thuốc bổ không nè. Đó, vô bịch bịch nha nè, đang vô nè. Đây là thuốc bổ. À, thì cái này gì ta? Vitamin. À, mấy này thuốc bổ không? Trong cái thời điểm này tăng cường cái sức đề kháng là rất là cần. Đó, đâu? Trong này à? À, đang vô bọc 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 hết không? Đó, anh bỏ vào mày. Đó, tăng cường sức đề kháng. Glucosamine, bổ sung. Rồi, rất là nhiều. Rồi qua bên đây nữa nè quý vị. Ở đây là vô sẵn rồi, mấy trăm phần rồi. Đó quý vị thấy nè. Thì mấy trăm phần. Thì mỗi một bệnh nhân, mỗi một gia đình là có được một túi như vậy nè. Đó. Này còn bỏ luôn cái tờ giấy vô hướng dẫn sử dụng. Ở trong này. Chỉ để nâng ngày uống được bao nhiêu viên cho từng loại bệnh. Thì sau khi mà bỏ giấy đó vô xong rồi sang mới bỏ vô trong cái túi như vậy. Đó, mình phải đi mua cái túi này. Mà hiện tại bây giờ mua túi không còn rồi. Cho nên lát nữa xem phải mua cái túi ni lông khác. Có nó hai cái quai, không quai cao vậy mà quai thấp xét ở đây. Rồi sau đó xem mới dán cái con tem vô. Đó, ở đây hai lớp. Ở đây đã vô được hai lớp rồi. Đó, nguyên dễ nè, vô sẵn rồi nè. Đây là tủ thuốc gia đình. Đó, những cái này là coi như là hoàn thành rồi đó. Thì sang đi oxy thì sang gửi cho gia đình ta luôn. Rất là phù hợp, rất là cần thiết. Trong thời điểm này cái đồng tiền không quan trọng mà viên thuốc cực kỳ là quý giá, cực kỳ là quan trọng để nó giành giật lại cái từng cái sự sống cho bà con, để mà chúng ta giảm bớt đi cái sự đau thương. Thật sự ra nó mỗi một cái việc làm của tất cả người dân ở tại Sài Gòn nói riêng cũng như là cả nước nói chung, cũng như là ban ngành bộ ngũ bác sĩ, tất cả các nhóm thiện nguyện khác, họ nỗ lực hết sức để mà làm. Có những nơi thì những nơi nấu cơm từ thiện thì họ âm thầm nấu cơm từ thiện, lo là những chuyến đầu giống như nhóm thiện nguyện của Sang đó, đi ăn xin cơm là từ mấy tháng ngang, là cơm đó là người ta nấu để phục vụ cho những con người đi làm thiện nguyện và để mà có cơm để ăn. Mọi ngõ ngách, mọi tầng lớp họ cống hiến, thầm lặng cống hiến công sức với nhau. Họ để mà tất cả doanh nghiệp cũng vậy, họ cùng nhau, họ tạo thành một cái quỹ để họ thuê những người F0, họ để mà giúp cho họ có công ăn việc làm. Thì thuê những người đó để làm gì? Trong những khu bệnh viện dã chiến, cũng như là lực lượng tuyến đầu, họ thuê họ cho phục vụ làm tình nguyện viên và khuyến khích họ làm để mà có được đồng lương trang trải trong cuộc sống. Cũng như là những cái tủ thuốc gia đình này, tất cả mọi việc làm của người dân Sài Gòn ở tại nơi đã nỗ lực hết sức để mà chúng ta làm một cái điều gì đó để mà sớm chữa lành bớt cái vết thương. Sang chỉ dùng cái từ bớt thôi chứ không phải ngọn hẳn là hết, nhưng bên cạnh đó không thiếu những cái sự đóng góp to lớn của các tỉnh thành khác cũng như là kiều bào hải ngoại. Mỗi người có một cái suy nghĩ để mà san sẻ cái tình yêu thương khác nhau, thậm chí họ không san sẻ được gì, họ có được những cái lời động viên để cũng như là cổ vũ để cho tất cả những cái đội ngũ mà thực hiện trong cái việc phòng chống dịch cũng như là tham gia trong cái cuộc chiến dịch Covid này, để cho họ có được cái động lực thật sự rất là chân quý. Sang chân quý cái điều này. Thì ngày hôm nay Sang gắng cố gắng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2021,
Thì Sang rất gắng cố gắng để mà là hoàn thành sớm những cái tủ thuốc gia đình này. Sang đang đi tìm mua thêm những cái giờ tối nữa, bây giờ hết tối rồi, đang tìm mua thêm. Trong cái thời điểm dịch này ai cũng đóng cửa chân, không ai làm. Bây giờ thuốc thì vô mà không có túi để mà mãi, cho nên Sang tìm mà những cái túi, mà nếu mà cái túi giấy thì có quai sách vậy luôn càng tốt. Còn có túi ni lông thì túi ni lông thì tối thiểu cũng có cái quai sách để bỏ cái bịch thuốc vô cho nó tiện đó, vậy nè, nó như vậy cho nó tiện. Thì Sang đang tìm mua thêm để mà bỏ thuốc đầu dọc. Và đồng thời thì Sang cũng nói luôn, thông qua cái chương trình tủ thuốc gia đình này Sang không có kêu gọi về cái vấn đề đóng góp tiền bạc. Đây là số thuốc của Sang đã có sẵn để chương trình của miền Trung để đem phát bà con. Còn nếu quý vị nhân nào có thuốc nội thuốc về cái vấn đề mà thuốc thuốc bổ thuốc vitamin thuốc thuốc gì đâu để cho Xuân Thảo nói cái thuốc nào thông dụng mà để giúp cho bà con uống trong thời điểm này á, thì quý vị có thuốc quý vị gửi đến đây. Những thuốc cần thiết cho bà con trong thời điểm này là thuốc giảm đau hạ sốt là một, thứ hai là thuốc kháng histamine, thứ ba là thuốc ho tan đờm đó, thứ tư là những thuốc về vitamin khoáng chất, nhất là vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho bà con trong thời điểm này. Thuốc hạ sốt, vitamin và C có rồi. Thể bổ sung thêm một số thuốc mà số về thuốc tiêu bổ. Chảy thuốc đường tiêu hóa đó rồi, đó là những thuốc cần thiết có thể bổ gì? Sung có thể bổ sung thêm những thuốc cái hạ sốt và thuốc giảm đau đó, giảm đau hạ sốt đó, giảm đau hạ sốt vâng. Rồi cũng như là thuốc ho. Thuốc ho đó, thuốc ho tan đờm đó. Tan đờm. Dạ. Rồi quý vị bà con nào có thuốc gửi thì Sang chỉ nhận thuốc để mà chung tay trong việc mà tủ thuốc gia đình. Sang không nhận tiền. Sang nói rõ nha. Có chương trình này là Sang bất động là để mà tủ thuốc gia đình này, thuốc cơ thuốc thì số thuốc này có sẵn. Để giúp cho bà con cũng như giúp cho những cái trạm y tế những nơi cấp cứu lưu động. Rồi quý bà con nào có thuốc gửi đến đây thì Sang nhận, Sang sẵn sàng nhận thuốc này để mà Sang kết hợp cùng với lại bên dược sĩ và cũng như là bên bác sĩ để mà làm thuốc, cái có những thuốc gia đình này giúp cho người dân Sài Gòn. Sang chỉ nhận thuốc, nếu ai gửi thuốc Sang nhận thuốc. Mà quý vị có gửi thuốc thì quý vị hãy gắng cố gắng coi dùm cho Sang cái đáp là phải đảm bảo, còn cái đáp nó còn xa chút xíu. Rồi cái thứ hai là cái chất lượng thuốc. Thì mình cho cái thuốc này nó tốt chút xíu cho bà con để mà bà con đã uống á thì nó đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đó là vậy. Thì một viên thuốc của quý vị gửi tặng thì đó cũng là một cái tấm lòng nhân ái của quý vị chia sẻ để giúp cho ai đó vượt qua cái bệnh tật giảm đau. Thì cái số thuốc này Sang cũng luôn cúi đầu tri ân đến quý vị ân nhân xa gần mà từ xưa tới giờ luôn đồng hành cùng Sang, quý vị ân nhân đã đồng hành trước cái mùa dịch, trước cái cơn bão số 5 ở trận lũ miền Trung, trận lũ lịch sử năm rồi cho tới bây giờ đó. Cho nên thì Sang luôn cúi đầu tri ân đến tất cả quý vị ân nhân, dù có như ở hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa, tất cả những cái trái tim này, những trái tim nhân ái này, quý vị luôn âm thầm lặng lẽ để mà giúp đỡ cho mọi người dân trong mọi hoàn cảnh. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì quý vị cũng luôn tỏ sáng về cái vấn đề mà trái tim nhân ái. Thì trong cái cuộc sống mình, cái tình yêu thương con người nó luôn đem lại cho người ta cái cuộc sống an lạc, an vui và hạnh phúc. Vì sao? Họ không cần để mà tranh đấu, họ không cần để mà giải thích bất kỳ chuyện gì hết. Họ chỉ cần cảm thấy họ muốn làm cái điều thiện, điều phước này là họ làm thôi. Thì cho nên rất mong bà con chúng ta trong cái lúc khó khăn giai đoạn này thì chúng ta hãy nên đoàn kết để chúng ta chia sẻ và động viên để giúp cho người dân Sài Gòn cũng như là tất cả mọi người dân trên lãnh thổ đất nước Việt Nam vượt qua cái trận đại dịch này. Dầu không hết nhưng tối thiểu thì nó cũng được bù đắp bằng cái những cái tấm lòng nhân ái để chúng ta có đủ được tinh thần và niềm vui nghị lực để chúng ta vượt qua để mà tiếp tục giật lại cái nền kinh tế của chính bản thân mình để mình còn nuôi sống gia đình hoặc chia sẻ đến những người khác. Đó là tùy và ở mỗi tấm lòng. Cho nên thì Sang chỉ có chia sẻ đôi điều đó thôi. Sang rất mong và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa Sang cúi đầu cảm ơn quý vị ân nhân và quý vị khán giả, luôn cảm ơn những người đồng hành với Sang
của bên chi hội Thiện Đức là đã sát cánh với Sang nhiều năm rồi chứ không phải đây đâu. Cho nên là tại thời gian sau này Sang mới làm YouTube được 5 năm mấy đó, quý vị mới thấy thành viên của chi hội Thiện Đức, họ bảo trợ bệnh nhân nghèo của thành phố. Thì trước đó nhiều năm rồi, Sang đã từ đi theo đồng hành với lại chi hội Thiện Đức cho tới ngày hôm nay, và khám bệnh cho những vùng sâu vùng xa, khám một lần là mấy ngàn người cho bà con nghèo khổ ở vùng núi đó, rồi làm tay chân giả cho những người khuyết tật, rồi kết hợp với lại cái đoàn bác sĩ ở trường đại học gì của Hoa Kỳ tiếng Anh quên mất tiêu, bác sĩ Phương không nhớ đó. Thì nói chung là làm rất là nhiều chương trình mà nhân đạo về vấn đề sức khỏe con người nhiều lắm ở vùng sâu vùng xa. Cho nên thì sau thời gian sau này sang làm YouTube thì quý vị không thấy được cái hình ảnh đó, chứ hồi xưa thì làm nhiều lắm, đi cùng với là chi hội là đi khắp mọi vùng miền rồi đó. Ngày hôm nay đúng quý vị thấy quay trở lại gặp lại được thành viên là lần đầu tiên quý vị thấy là thành viên của chi hội Thiện Đức, họ bảo trợ bệnh nhân này thành phố Hồ Chí Minh cùng kết hợp với Sang. Rồi Ngọc, dạ, nhiệm vụ của con rồi cũng vậy, giờ đi theo xe cứu thương làm gì, con ở đây cho quý vị khán giả biết không? Bữa nay cụ vô thuốc. Dạ. Có thời gian qua con đi theo trên xe cứu thương để giúp cho người dân Sài Gòn, con thấy cảm giác sao? Dạ, cảm giác là thứ nhất là cũng được giúp dân Sài Gòn một phần nào nhỏ nhỏ. Rồi sao nữa ta? Con hết biết đừng nói rồi. Rồi con chỉ chúc Sài Gòn mau trở lại như xưa. Rồi, cảm ơn chị. Còn đây là chính, cũng là một trong những doanh nghiệp nhỏ lẻ và cũng có tết gì đó, nhưng mà tấm lòng nhân ái đã xong trận chiến với Sang, đóng góp về sức lực cũng như là về xe cộ phương tiện, tự bỏ tiền túi ra đổ xăng đi chở đồ đạc rồi đem giúp cho bà con đó. Nói chung là chính rất là năng động, rất là có cái tinh thần mà chiến đấu tác chiến với là đồng đội rất là cao. Có kỹ thuật đòi nợ tốt rồi. À, đòi... có kỹ thuật đòi nợ tốt mà đòi hay lắm, biết đòi gì không? Đòi vỏ chai oxy. À, nhiệm vụ đi đòi vỏ chai oxy mà đòi nợ xấu lắm, đòi nợ làm sao tới giờ là bị giật hết cỡ gần 200 chai oxy mini rồi đó. Với mới chai lớn nữa. Cũng 20-30 chai lớn. Thôi vậy cũng chúc mừng rồi. Nói cũng đòi nợ được, ví dụ mình đưa ra 100% thì đòi được 30%, mất 70% vậy là cũng giỏi rồi đó. Thôi kệ đi ha, nói gì nói, mong quý vị khán giả cũng chúng ta không cần nặng nhẹ gì hết. Trong mùa dịch Covid này nó cũng là một cái thước đo lòng người đó. Thì cái tình yêu thương của Mạnh Thường Quân đã chia sẻ đến, mà nếu mà ai đủ duyên thì người ta tiếp tục, người ta lấy cái phước đó người ta chia sẻ đến người khác thì người ta làm cái chuyện đúng đắn. Còn nếu mà họ, kể cả Sang luôn, nếu mà Sang tham thì hậu quả khó lường cho những người mà trục lợi, làm những cái điều ác, những cái điều mà vô đạo đức trong cái mùa dịch Covid này, thì những người đó Sang tin chắc là sẽ lãnh hậu quả, chắc chắn không chạy khỏi cái nhân quả. Cho nên thì ngay kể cả cái mặt 8 lựu đạn này cũng vậy nè, mày lựu đạn này nhiều chuyện tùm lum la, nhưng mà mày mà cà chớn mày ăn chặn một đồng nào của Mạnh Thường Quân là coi như là mày chết cha mày luôn đó nha, 8 lựu đạn đó, thấy không? Trong cái cuộc sống này quý vị cũng nên nhớ, nó có điều có hai mặt của nó đó, thì có hai luồng khán giả, giống như bây giờ mình bán món hàng đi, phải có cái khách hàng thích và khách hàng không thích, đúng không quý vị? Như vậy thì trên YouTube quý vị cũng thấy nó có nhiều cái mà thực sự Sang thấy nhiều bài giảng của các vị cha xứ rất là hay, cũng như là các vị sư thầy rất là hay, nhưng mà trong đó quý vị thấy không, cũng rất là nhiều người bấm cái chữ thích lại đó, có nhiều người bấm cái chữ thích, mọi người bấm cái ngón tay chỉ xuống, thì đó nó cũng là cái trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận nó. Anh bán thì phải có người khách mua, có người khách khen và chê đó, thì cái việc mà khen chê thì cái việc đó cuộc sống bắt buộc phải có, chúng ta phải chấp nhận nó. Nhưng quan trọng là cái này của mình, đừng cho mình đi lạc đường, đừng cho mình đi vào con đường vô đạo đức. Nếu mình đã biết cái đường đó mà đi làm việc mà vô đạo đức, mình cấm đường mình đi theo, mày chết cha mày nha, 8 lựu đạn đó.
chạm có cái nhân quả đâu, đúng không mà Xuân Thảo? Dạ. Đúng chứ? Dạ đúng rồi. Cho nên đó thì quý vị khán giả, những người quý vị khán giả mà thương Sang á, cũng cho Sang mà tự mà hạ thấp mình này kia nọ, thì cảm ơn quý vị khán giả vậy đã thương Sang. Nhưng mà trên thực tế Sang không bao giờ đề cao mình, Sang luôn cho mình là con người nhiều chuyện tầm thường thôi, để mình quý chi không, mình còn soi xét lại cái thân này của mình đó. Bây giờ có dù người ta có chửi thì cũng gắng cố gắng làm đi. Ai biểu mày mày mở ra mày bán chi, mày bán mở tiệm phở ra mày bán, mày mày bán bây giờ người ta ăn ngon người ta khen là chuyện bình thường, là mày người ta ăn không ngon người ta chửi cũng phải gắng mà nghe, chứ đừng có quay qua chửi tới chửi luôn chi cho nó mệt. Quan trọng là cố tâm dốc hết sức để mà làm sao mà giúp được cho ai đó, cứ việc làm, đừng bao giờ làm sai, đừng bao giờ làm có chuyện cầu bệnh. Ok em cả nhà, một lần nữa 8 lựu đạn, 8 Sang nhiều chuyện, kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Mong rằng cả nước chúng ta hãy Sang rất mong một ngày nào đó sớm nhất để chúng ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, để chúng ta quay lại cuộc sống. Nhưng mà cái việc này còn dài lắm nha quý vị. Khi mà hết dịch rồi chúng ta còn phải cái vấn đề mà kinh tế, bao nhiêu doanh nghiệp đã nghỉ rồi, bao nhiêu cái chỗ là còn việc làm, rồi những người công nhân mà đó, họ sinh sống như thế nào, công ăn việc làm họ ra sao, nhiều nhiều lắm. Còn cuộc chiến này còn dài lắm quý vị, yên tâm đó. Một lần nữa Sang kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người nè, chúc ơi.